ba trò chơi thú vị trước cổng trường. Trò chơi đầu tiên là trò chơi bắn súng. Khẩu súng này bắn ra đoạn dính, viên đoạn này có thể dính lên mặt phẳng mà cây súng bắn lên nó. Khó là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ xỏ viên đoạn vào đầu súng và bắn thử cho các bạn xem. Khẩu súng hoạt động khá là tốt. Lực bắn của khẩu súng khá là yếu. Bây giờ mình sẽ mở khẩu súng ra xem bên trong nó có gì. Bên trong thì sẽ có một cái lò xo và một cái cùa bắn. Cấu tạo của nó khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ đánh súng lại và qua trò chơi thứ hai. Trò chơi thứ hai đó là trò chơi Rubik. Đây là một con Rubik tung giót. Rubik khá là phổ biến, được trẻ em miền quê rất là hay chơi và được hay bán trước cổng trường. Để giữ được một con Rubik này thì mình nghĩ cũng khá là đơn giản. Mấy bạn chỉ cần bỏ ra vài chục phút hoặc là vài phút, mình có thể học được cách giữ. Bây giờ mình sẽ giữ thử cho các bạn xem. Các bạn có thể lên mạng tìm hiểu công thức để giữ một con Rubik như thế này. Hồi trước mình cũng đã lên mạng và xem và mình cũng đã có thể giữ được. Và bây giờ mình cũng khá là mất thời gian. Ok, bây giờ mình đã giữ được hoàn thành khối Rubik. Một khối Rubik tung giót thì sẽ có bốn mặt: mặt đỏ, mặt vòng, mặt xanh loáng và một mặt xanh nước. Trò chơi này khá là phổ biến, cho nên nếu các bạn thấy thích thì hãy mua một con Rubik về chơi. Và đầu của con Rubik tung giót này mình có thể mở ra dễ dàng và trấu đổi cho nhau. Mình có thể trun bạn bè. Khi mình trấu đổi thì mình sẽ không hoàn thiện được một con Rubik chính chủ nha các bạn. Ok, bây giờ đến trò chơi cuối cùng, đó là trò chơi hình. Ở đây mình có hai loại hình, đó là một loại hình nhỏ và một loại hình lớn. Các loại hình này được trẻ em miền quê hay chơi với nhiều trò chơi khác nhau. Trước tiên, đối với loại hình nhỏ, mình có thể chơi hắt hình. Hắt hình là gì? Chúng ta có thể đẩy hai cục hình ở dưới sao cho một hình lật và một hình úp như thế này là mình có thể thắng. Tiếp theo, đánh bộ hình Yugi, đây là bộ hình lớn. Đối với bộ hình này thì mình có khá nhiều trò chơi. Trước tiên là trò chơi liếc hình. Mình sẽ bỏ nó vào và sau đó liếc nó ra. Tiếp tục mình sẽ liếc. Bao giờ nó ra khỏi ô thì mình sẽ ăn. Sau đó là tới trò đập hình. Trò đập này khá là phổ biến đối với trẻ em miền quê, nhưng lâu quá rồi mình không chơi thì mình cũng đã quen trò này rồi. Ok, các bạn thông cảm. Và cuối cùng, bây giờ mình sẽ chuyển qua trò chơi cuối cùng, đó chính là trò chơi đập hình. Đập hình này mình chỉ cần cầm một cục hình và chỗ xuống đất, chỗ đến bao giờ cục hình được lật úp lại nhé. Sau những lần chỗ đó thì bây giờ mình đã có một cục hình úp. Sau khi úp thì mình sẽ ăn được cục hình ấy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe, chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.